Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lãnh đạo chính trị Tây Tạng thăm Nhà Trắng lần đầu tiên trong 60 năm. Trong một động thái có thể khiến Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ, Nhà Trắng vào hôm 20 tháng 11 năm 2020 đã mở cửa đón người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong hiện nay lần đầu tiên trong vòng 6 thập kỷ. Hãng tin Anh Reuters đã trích dẫn một thông cáo của Tổ chức Chính quyền Trung ương Tây Tạng, tức là Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho biết là ông Lop Sang Sangay, Chủ tịch CTA, đã được mời đến Nhà Trắng vào hôm thứ Sáu 20 tháng 11 để gặp ông Robert Destro, điều phối viên đặc biệt mới được bổ nhiệm của Mỹ, phụ trách các vấn đề về Tây Tạng. Trụ sở của CTA đặt tại thành phố Dharamshala ở Ấn Độ. Đây là hình ảnh ông Lop Sang Sangay, Chủ tịch Tổ chức Chính quyền Trung ương Tây Tạng bên cạnh chân dung Đức Đạt La Đạt Ma vào ngày 2 tháng 9 năm 2018. Theo CTA, đây là một cuộc họp chưa từng có tiền lệ, có khả năng mở đường cho quan hệ giữa chính phủ lưu vong Tây Tạng và các quốc gia, trong đó có quan chức Hoa Kỳ. Quan hệ sẽ mang lại tính chính thức nhiều hơn trong những năm tới. Tây Tạng đã trở thành một nguyên nhân tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào lúc quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tháng 7 vừa qua đã cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng và nói rằng Washington ủng hộ quyền tự trị có ý nghĩa trong khu vực. Các quan chức Bắc Kinh từ đó đã cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng Tây Tạng để cố gắng thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Trung Quốc và Bắc Kinh đã từ chối tiếp xúc với ông Destro. Trung Quốc cũng chiếm đóng Tây Tạng vào năm 1950, xem hành động đó là một cuộc giải phóng hòa bình đã giúp nơi này loại bỏ quá khứ phong kiến. Tuy nhiên, những người chỉ trích, trong đó có Đức Đạt Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng hiện phải lưu vong, cho rằng chế độ cai trị của Bắc Kinh tương đương với sự diệt chủng văn hóa. Hạ viện Mỹ vào hôm 28 tháng 1 năm 2020 đã thông qua dự luật trừng phạt những quan chức Trung Quốc can thiệp vào việc lựa chọn người thay thế Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng 85 tuổi, được cho là sẽ luân hồi sang kiếp khác. Chính quyền Mỹ có thể phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh tất cả những quan chức Trung Quốc nào tìm cách nhận diện và đưa lên ngôi một Đạt Lai Lạt Ma mới do chính quyền Bắc Kinh duyệt xét sau khi thủ lãnh tinh thần Tây Tạng qua đời. Đây là hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem như hiện thân của Đức Phật Bồ Tát đời thứ 14 theo truyền thuyết và các nghi lễ tôn giáo của dân tộc Tây Tạng. Ông sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959 cho đến nay. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1989, đồng thời là người đại diện Phật giáo xuất sắc hiện nay trên thế giới. Dự luật này còn phải được Thượng viện chấp thuận và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, vốn có nhiều ảnh hưởng ở Thượng viện, đã từng vận động thành công luật nhân quyền Hồng Kông, hứa sẽ ủng hộ. Sau đó đã được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký phê chuẩn. Dự luật cũng cấm Trung Quốc mở thêm lãnh sự quán mới, một khi Hoa Kỳ chưa được mở phái bộ ngoại giao ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Theo truyền thống, người Phật giáo Tây Tạng chọn Đạt Lai Lạt Ma theo nghi thức riêng có thể kéo dài nhiều năm thông qua một ủy ban có nhiệm vụ tìm kiếm một trẻ em có dấu hiệu là Đạt Lai Lạt Ma đầu thai. Tenzin Kitô, tức là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay, đã giảm hẳn các cuộc di chuyển và phải vào bệnh viện hồi tháng 4 năm 2019 vì viêm phổi, nhưng ngài cho rằng sức khỏe vẫn tốt. Các nhà đấu tranh Tây Tạng và Bắc Kinh đều biết rằng một khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vị sư nổi tiếng nhất thế giới qua đời, niềm hy vọng Tây Tạng được tự trị cũng có thể mất theo. Chính quyền Trung Quốc có thể chỉ định một người chấp nhận tuân phục Bắc Kinh lên kế vị. Vào hồi năm 1995, Trung Quốc đã chọn một cậu bé có 6 tuổi làm Ban Thiền Lạt Ma và các tổ chức nhân quyền coi đây là tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất hành tinh. Tây Tạng, đòn mới của Mỹ nhắm vào các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Davos. Trung Quốc thì luôn luôn dãy nảy lên với những tuyên bố hùng hổ của các nhà lãnh đạo quốc gia nào dám đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì Trung Quốc xem Tây Tạng như một tỉnh, trong khi người Tây Tạng đòi hỏi được độc lập trước khi bị Trung Quốc thôn tính bằng vũ lực. Chiến lược gây áp lực toàn diện phải chăng đã được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng lên để tấn công Trung Quốc. Sau các sức ép liên quan đến Biển Đông, Đài Loan và Tân Cương, mới đây,
Washington đã bất ngờ chĩa mũi dùi công kích Bắc Kinh trên vấn đề về Tây Tạng. Cụ thể là cảnh báo Trung Quốc là không nên áp đặt người thay thế Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, mũi tấn công của Mỹ xuất phát từ cả hành pháp lẫn lập pháp, với lời cảnh báo của một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ và một dự luật đang được thảo luận ở Quốc hội Hoa Kỳ nhằm lưu ý Bắc Kinh rằng họ sẽ phải đối diện với sự phản đối quốc tế nếu tìm cách áp đặt tiến trình tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hồi tháng 9 năm 2019, phát biểu trong một cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông David Stever, quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách Đông Á, đã cam kết là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để cho người dân Tây Tạng được hưởng một quyền tự trị có ý nghĩa. Về vấn đề kế nhiệm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng mà theo đức tin Tây Tạng sẽ tái sinh trong cơ thể người thay thế, ông Stever đã không ngần ngại chế nhạo việc Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn can thiệp vào tiến trình tái sinh này. Quan chức Mỹ đã tuyên bố nguyên văn như sau: "Thật đáng băn khoăn và mỉa mai thay, Đảng, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong tiến trình tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngay cả khi Chủ tịch Tập, tức là ông Tập Cận Bình, luôn thúc giục các đảng viên duy trì lòng kiên định của những người Marxist vô thần." Đây là hình ảnh các cuộc biểu tình đòi độc lập cho Tây Tạng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, trong khi các cuộc biểu tình trong nước bị Trung Quốc đàn áp đẫm máu, nhiều người đã tự thiêu để phản đối. Ông Stever nói rằng người Tây Tạng cũng như tất cả các cộng đồng có đức tin khác phải có quyền tự do thực hành đức tin của mình và tự do lựa chọn lãnh đạo của mình mà không bị bên ngoài can thiệp vào. Đức Đạt Lai Lạt Ma đương nhiệm đã 84 tuổi, vấn đề chọn Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp càng lúc càng gay gắt. Trong thời gian qua, chính quyền Trung Quốc đang ngày càng cho thấy rõ muốn tự mình chọn người kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma với hy vọng bổ nhiệm được một lãnh đạo tinh thần Tây Tạng thân Bắc Kinh. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện thời đang sống lưu vong ở Ấn Độ sau khi chạy trốn khỏi Tây Tạng vào năm 1959, đã nghĩ đến việc chống lại ý đồ của Trung Quốc bằng cách đề ra những khả năng phi truyền thống để tìm người kế nhiệm, chẳng hạn như chọn ngay người kế nhiệm khi ông đang còn sống, thậm chí chọn một cô gái. Một khả năng nữa là tuyên bố rằng ông là Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng. Đối với giới lãnh đạo bảo vệ dân tộc Tây Tạng, sự can thiệp của Mỹ có thể sẽ không làm Bắc Kinh thay đổi ý kiến, nhưng sẽ buộc Bắc Kinh phải cân nhắc lợi hại trước khi hành động. Đây là hình ảnh Larung Kha, tức là Lạc Nhược Hương, khu vực tu viện nổi tiếng của Tây Tạng, đang bị chính quyền Bắc Kinh âm thầm giải tỏa từ năm 2017. Dẫu sao thì với hồ sơ Tây Tạng, kể như là Mỹ đã tung đòn gây sức ép lên toàn bộ các vấn đề mà Trung Quốc coi là lợi ích cốt lõi của họ. Bên cạnh ba điểm truyền thống là Tây Tạng, Tân Cương và Đài Loan, còn có Biển Đông mới được Trung Quốc coi là lợi ích cốt lõi trong một vài năm qua. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã phải đối phó với áp lực của Washington trên toàn bộ 4 hồ sơ này. Các bạn và quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 11 năm 2020 với bản tin Mỹ lãnh đạo chính trị Tây Tạng thăm Nhà Trắng lần đầu tiên trong 60 năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. We'll be right back.